Các bác đang tìm một con bếp ga có độ bền cao và tiết kiệm ga thì cái thương hiệu Paloma dòng bếp ga của Nhật các bác nhé. Bếp ga này là bếp ga Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Nếu như mà mình muốn tìm một con bếp ga như thế thì hãy xem ngay cái con bếp ga này. Con bếp ga này thì bên em đang bán giá cực kỳ ưu đãi trong cái mùa Tết đến xuân về này. Giá cực kỳ yêu thương các bác nhé. Em sẽ báo giá ở cuối video ạ. Con bếp ga này thì sở hữu một cái hình thức là mặt men này. Mặt men thì rất là dễ vệ sinh, rất là bền. Và mình dùng 10 năm cũng không bao giờ bị oxy hóa các bác nhé. Đấy, kiềng của nó thì sẽ là bằng hợp kim này. Hợp kim thép chắc chắn, bền bỉ, không bị hoen dỉ nhé. Mặc dù là hàng đã qua sử dụng nhưng mà bo chi lửa của nó đang còn rất là đẹp luôn ạ. Đang còn là vuông thành sắc cạnh này, tấm chắn mỡ phía trên này, họng là họng nhôm, tâm cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi là bao nhiêu, đạt đến 200 độ, 200 độ thì sẽ nhỏ lửa và 250 độ C thì sẽ tắt lửa khóa ga. Kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này, bếp nước trào ra thì bếp sẽ tự động tắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này các bác nhé. Tương tự hai bếp như nhau các bác ạ. Hai bếp như nhau nhá. Bên này cũng thế ạ. Họng đang còn rất là sáng này. Đây, hàng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn cao các bác nhé. Con bếp này thì đây, tấm lưới chắn của nó này cũng đang còn rất là mới này. Đó, phần này là sẽ là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng phía dưới các bác nhé. Một con bếp ga cơ bản hàng Nhật bãi thì sẽ có các tính năng. Mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào, cạn nồi, gió lùa thì đều sẽ khóa ga nhé. Thêm một chiếc lò nướng phục vụ trong quá trình nấu nướng này. Rất là tiện lợi các bác này. Mình nướng nem, nướng cá, nướng thịt trong cái mùa Tết này. Hoặc là nướng xúc xích, nướng cá chỉ vàng. Hoặc là nướng thịt, nướng rau, nướng củ đều được các bác nhé. Đấy. Con bếp này thì sử dụng IC nguồn để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại này. Đôi pin đại này thì mình có thể mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện dân dụng từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin nhé. Mình sẽ sử dụng được từ 3 đến 6 tháng tùy vào nhà mình sử dụng nhiều hay ít ạ. Ngay bây giờ em sẽ test các cái chức năng của bếp đến các bác nhé. Con bếp này thì em sẽ bếp bên trái thì em sẽ test tính năng nước cạn tắt lửa khóa ga. Bếp bên phải thì em sẽ test tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga. Ví dụ như là em bật chức năng của bếp lên này, mình núm khuây nhé, vặn bình thường các bác nhé. Đây, lửa cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Bo chì lửa của nó ra những hình giọt nước cực kỳ đẹp luôn này. Nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn các bác nhé. Rất tiết kiệm ga. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì đối với những dòng bếp Nhật này thì mình chỉ sử dụng 4 bình ga thôi. Đấy, bên này thì em sẽ test tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga này. Em thổi bếp nhé. Em cho nhỏ lửa. Đối với tính năng này nhá thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga các bác ạ. Đấy. Kích thước bếp bên chiều rộng là, em xin lỗi, chiều dài của bếp là 58 nhá. Còn chiều rộng của bếp là 38 này. Con này thì sẽ có chiều cao của nó là 20 phân vì thêm một cái chiếc lò nướng ở phía dưới nhá. Đây, khay nướng đang còn rất là đẹp các bác này. Đây nhá, khay nướng đang còn rất là đẹp nhá. Đó, đây là nội thất của lò nướng này. Nội thất của lò nướng các bác nhá. Nội thất của lò nướng thì đang còn sáng này. Con này thì là một tầng lửa thì diện tích nó rộng rãi thoải mái. Mình chịu khó mình nhìn thực phẩm mình, nếu như mà nó chín rồi thì mình lật nó sang, mình lật lên lật xuống là được các bác ạ. Rất là tiện lợi. Các bác thấy biểu tượng hình con cá ở đây này là cái chức năng của lò nướng các bác nhá. Nằm ở bên tay phải ạ. Đấy. Bên dưới thì mỗi bếp thì nhà em đã bắn lưới chống chuột màu xanh xanh đây các bác này, là lưới chống chuột nhá. Mình không lo bị chuột gặm hay là không lo bị con gì nó chui giúp nó làm tổ ở trong đâu ạ. Hai bếp thì đều đã tắt ga này. Hai bếp đều đã tắt ga nhé. Đây, em kiểm tra bếp gió lùa này. Đây, đã khóa ga cực kỳ an toàn này. Đây là bếp mà cạn nồi tắt lửa khóa ga này. Cũng thế các bác nhé. Đấy. Đấy là những cái ưu điểm của một con bếp Việt. Em xin lỗi, là của một con bếp Nhật mà bếp Việt Nam chúng ta, mặc dù là người Việt Nam thích dùng hàng Việt Nam nhưng mà bếp Việt thì lại chưa có được những cái trải nghiệm giống như là bếp Nhật. Cực kỳ an toàn các bác nhé, không lo cháy nổ này, không lo dò dỉ ga này, không lo cháy nồi này, không lo làm hỏng thực phẩm này. Đấy. Đây, em mà bật luôn chức năng của lò nướng các bác này. Em tắt cái này đi nhá. Đấy, hai bếp mà đã tắt trong khi cái núm xoay này đang còn hoạt động nhưng mà không hề bị dò dỉ ga nhá. Đấy. Lò nướng này. Đấy, lò nướng lửa phía trên nhá, rất là xanh này, rất là đều nhá. Đấy. Khay nướng thì rút ra tháo vào vệ sinh dễ dàng. Mặt trước của nó đây các bác này, mặt trước còn rất là đẹp nhá.
chưa hề có dấu hiệu của thời gian hay là bị xước sát gì cả. Đây, mặt bên bên trái này, nấm màu này là màu nâu cà phê ạ. Đây, ở đây có xước một chút này, xước một chút thôi nhá. Đây, bên này là bên phải ạ. Đây, con này thì bên em bán giá ưu đãi các bác nhá. Con này thì em để các bác là 2.400.000 này, 2.400.000 trong cái mùa Tết Đinh Xuân về. Này thì các bác mà ưng con bếp này thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0982 035 091. Nhà em bảo hành bếp cho mình là 12 tháng, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng và miễn phí ship vận chuyển toàn quốc nhé. Thì kho bên em thì cũng đa dạng về mẫu mã, số lượng cũng như là các cái mặt hàng khác, ví dụ như là quạt này, lọc không khí này, hoặc là bế massage này, rất là nhiều hàng các bác nhé. Các bác mà quan tâm đến mẫu nào thì cần em tư vấn thì có thể gọi điện lại cho em ạ. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.